Can Can, hành trình 11 năm đồng hành cùng bệnh nhân ung biếu. Năm 2012, thương hiệu An Can chính thức ghi tên trên thị trường dược phẩm. Trải qua nhiều biến động, An Can vẫn luôn đứng vững, khẳng định vị thế của một thương hiệu uy tín, chất lượng và tự hào trở thành người bạn đồng hành cùng người bệnh ung biếu trong suốt 11 năm qua. Trong bối cảnh các bệnh lý ung biếu ngày càng gia tăng và trẻ hóa, trở thành căn bệnh nan y nguy hiểm và gây tổn hại cả sức khỏe và kinh tế nhiều nhất, yêu cầu cấp bách về một sản phẩm hỗ trợ trong quá trình điều trị cho người bệnh ung biếu trở nên lớn hơn bao giờ hết. Thấu hiểu những mệt mỏi, khó khăn mà người bệnh phải trải qua, năm 2012, Jisoo Group đã dành toàn bộ tâm huyết, hợp tác cùng các nhà khoa học cho ra đời sản phẩm An Can. An Can được chiết xuất từ 11 thành phần là các dược chất quý từ thiên nhiên như curcumin, cao xạ đen, cao linh chi, cao rau má, cao thông đỏ, cao trà xanh, nguyên tố vi lượng selen và các vitamin nhóm B, B1, B6, B12 có tác dụng hữu hiệu trong việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý u biếu lành tính như u xơ tử cung, u biếu tuyến giáp, u tuyến vú, giúp tăng cường sức đề kháng, nâng cao hệ miễn dịch cho người bệnh ung thư, giảm tác dụng phụ hóa xạ trị, ngăn ngừa di căn ung biếu. An Can ra đời trên cơ sở kế thừa tinh hoa của nền y học cổ truyền dân tộc, cùng với việc kết hợp ứng dụng công nghệ y học hiện đại của nền y học thế giới trong bào chế, sản xuất. Cùng với tôn chỉ lấy chữ tâm, chữ đức hỗ trợ tốt nhất cho người bệnh ung biếu, An Can đã nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của cộng đồng người bệnh và tạo được uy tín trong chuyên khoa ung biếu. Chất lượng, uy tín của sản phẩm An Can không chỉ đến từ lời nói mà đến từ sự ghi nhận, đánh giá cao của các chuyên gia đầu ngành và đặc biệt là những câu chuyện hạnh phúc đến từ sự thay đổi tích cực và cả những sự cải thiện thần kỳ từ hàng ngàn bệnh nhân sau khi sử dụng sản phẩm. Tất cả cái hợp chất của An Can gồm những cái chất này đưa vào thành một cái tổ hợp rất nhiều alkaloid khác nhau để giúp cho người bệnh uống cái An Can thì nó sẽ được tăng cường sức đề kháng, tăng cường được cái kháng thể, tăng cường được cái chống những cái mà tế bào ác tính. Sự ra đời của sản phẩm An Can là nỗ lực của các nghiên cứu của các nhà khoa học cùng với công ty Jisoo để giúp cho cộng đồng phòng và hỗ trợ điều trị các cái bệnh ung biếu. Anh uống An Can đến nay là được 1 năm và 5 tháng, như gần 1 năm rưỡi. Thì cách đây 3 tháng anh có đi khám lại, thì bác sĩ có kết luận là nó keo lại bằng hạt đỗ gì đó. Nhưng mà anh thì bây giờ anh cảm thấy là hết sức bình thường. Nếu cứ đồng hành với An Can thì anh nghĩ anh vẫn bình thường như bao nhiêu người khác. Trong phổi của bà ấy coi tinh rồi, không còn một tí tế bào ung thư nào trong người nữa. Đúng là nhờ được sống đến ngày nay là cô có cái An Can, nó xua tan cái nỗi u của cô quá mừng rỡ luôn. Suốt hơn 11 năm đồng hành cùng người bệnh ung biếu bằng cái tâm đã giúp An Can được ghi danh trong nhiều giải thưởng cao quý. Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2014, hàng Việt Nam được yêu thích năm 2017, thương hiệu sản phẩm bán chạy năm 2017, top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2019. Top 4 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích nhất năm 2021. Từ những thành tựu đó, An Can tự tin phát triển thêm các sản phẩm hỗ trợ như Nutri An Can thực dưỡng miễn dịch, An Can Fucodan, Fucodan 1500mg, hỗ trợ giảm nhẹ tác dụng phụ, ngăn di căn. Nutri An Can Fucodan tạo nên bộ giải pháp hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề của người bệnh ung biếu một cách trọn vẹn và hiệu quả hơn. Không chỉ chú trọng tạo ra các giải pháp hiệu quả nhất cho người bệnh ung biếu, suốt 11 năm qua, nhãn hàng An Can luôn chú trọng tới các hoạt động cộng đồng đầy tính nhân văn nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn như phối hợp với Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng trao tặng 200.000 phần quà miễn phí đến bệnh nhân ung biếu có hoàn cảnh khó khăn, từ đó loan tỏa những giá trị yêu thương tươi đẹp tới cộng đồng. Năm 2022, sau lễ ký kết phân phối độc quyền giữa Jisoo Group và Hà Ngọc Châu Phạc Ma, An Can chính thức được chuyển giao độc quyền cho công ty dược phẩm Hà Ngọc Châu. Đây là bước ngoặt mới giúp An Can ngày càng khẳng định được vị thế của mình với việc nâng cao quy mô và chất lượng chăm sóc, hỗ trợ khách hàng trong quá trình đồng hành cùng bệnh nhân ung biếu. Hành trình 11 năm tuy chưa phải quá dài nhưng đủ để An Can khẳng định vị thế, uy tín thương hiệu và tạo dựng được những giá trị tốt đẹp, mang lại nghị lực sống và tinh thần lạc quan, ý chí kiên cường chiến thắng bệnh tật đến hàng triệu bệnh nhân ung biếu. Và chắc chắn, hành trình đó sẽ còn được viết tiếp thêm thật dài, thật ý nghĩa.